quá hân hồn tướng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài Trí Đức, cô tu nữ Như Pháp, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an, đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên, ngự ở 10 muôn triệu thế giới xa bà, vua trời Đế Thích, Diêm Vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chia phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đăng nô bùn nhân, đi bàn nát sát, bát chất vô hồ tướng. Do sự phước bảo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu Niết Bàn, xa thứ lành thai. Giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài Trí Đức, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, em kính mời chị Châu post bài để đọc trước ạ. Dạ thưa con, kính mời cô Metta lên đọc bài trước thưa cô. À, chị xin phép được đọc bài trước đi. Dạ, con kính đảnh lễ 30 tâm bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Sang. À, mọi người cho con xin biết tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn chú Phan. Con xin phép được đọc bài. Mít sa ca sang ga hồ tát yếu, những môn hợp pháp đoạn 1. Mít sa ca sang ga hề chá hề tú lô po đô sô mô hô á lô po á đô sô á mô hô. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân: 1. Tham, 2. Sân, 3. Si, 4. Vô tham, 5. Vô sân và 6. Vô si. Sát ta chà nằng gà nê quý ta cổ quý chà rô bì ti sô ma nát sẵn ê các gạt ta đồ manasang upekha. Có 7 chi thiền là: 1 tầm, 2 tứ, 3 hỷ, 4 lạc, 5 định, 6 ưu và 7 xã. Đoà đa ma gằng gà ni samma ditthi samma sankappo samma vacca samma kammano samma jivo samma vayamo samma sati samma samadhi miccha ditthi miccha sankappo miccha vayamo miccha samadhi. Có 12 chi đạo là: 1. Chánh kiến, 2. Chánh tư duy, 3. Chánh ngữ, 4. Chánh nghiệp, 5. Chánh mạng, 6. Chánh tinh tấn, 7. Chánh niệm, 8. Chánh định, 9. Tà kiến, 10. Tà tư duy, 11.
tà tinh tấn, 12 tà định. Đoạn 2. Bà quỳ sa tình ri già ni, chắc khôn ri dăng, sô tình ri dăng, gà ninh ri dăng, chi quyền ri dăng, ca rin ri dăng, ít thình ri dăng, bú si rin dị răng, chi quy tình ri dăng, ma ninh ri dăng, su khinh ri dăng, đúc khinh ri dăng, sô ma na sinh ri dăng, đô ma na sinh ri răng, bất khinh rị dăng, thình rị dăng, quy rị dịnh rị dăng, sát tình rị dăng, sa mà thình rị dăng, bành dịnh rị dăng, an nành nhà tắc xa mi tình rị dăng, anh dịnh rị dăng, anh nhà ta quyền rị dăng. Có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là 1. Nhãn căn, 2. Nhĩ căn, 3. Tỷ căn, 4. Thiệt căn, 5. Thân căn, 6. Nữ căn, 7. Nam căn, 8. Mạng căn, 9. Tâm căn, 10. Lạc căn, 11. Khổ căn, 12. Hỷ căn, 13. Ưu căn, 14. Xả căn, 15. Tín căn, 16. Tấn căn, 17. Niệm căn, 18. Định căn, 19. Huệ tuệ căn, 20. Vị chi đương chi căn, 21. Dĩ chi căn, 22. Cụ chi căn. Na qua bà là ni sát thà bà lằng, quy ri ya ba lằng, sát ti ba lằng, samma thi ba lằng, bành nhà ba lằng, hi ri ba lằng, lằng ốt tập ba ba lằng, a thi đi ca ba lằng, a tổ tập ba ba lằng. Có 9 lực là 1. Tín lực, 2. Tấn lực, 3. Niệm lực, 4. Định lực, 5. Tuệ lực, 6. Tam lực, 7. Quý lực, 8. Lực, 9. Vô quý lực. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Con xin xuống mạch mời một vị khác ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Chư Đức, Cô Tư Nữ Như Pháp, Quý Sư, Quý Bà, Quý Cô Tư Nữ. Con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 3. Chattaro Adhipati Chanda Adhipati Viriya Adhipati Chitta Adhipati Vimansa Adhipati. Có 4 yếu tố tăng thượng tâm là 1. Dục, 2. Cần, 3. Tâm và 4. Thẩm. Chattaro Ahara Kapalikaro Aharo Paso Dutiyo Mano Sanche Tatna Tatiyo Vinyanang Chattuthang. Có 4 loại vật thực là 1. Đoàn thực, 2. Xúc thực, 3. Tư niệm thực và 4. Thức thực. Indriye Sut Panetta Sota Patimak Gan Nya Nang Anyanya Tassa Mi Tin Tassa Mi Tin Ri Yang Arahat Tappa Lan Na Yang Anyata Win Ri Yang Matche Cha Nya Na Ni An Ni In Ri Ya Ni Ti Pháp Quốc Chân Ti Chi Quý Tin Ri Yang Cha Ru Ba Ru Ba Wa Se Na Du Quý Thần Hồ Ti. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đà hồn đạo tệ, vị tri đương tri, căn tức dự lưu đạo trí. Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là A-la-hán quả tuệ,
Cụ tri căn tức A-la-hán quả trí, trong các căn ở giữa, dĩ tri căn tức là sáu trí, mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Tổng 4. Pancha vinyane su chanangani aviriye su palani ahetu ke su makangani na lafanti tatha vichikicha chitte ekakata mắt gìn rí chấp là ba lá và hoàng ná cách chất tí tuệ hệ tu cá thi hệ tu cá quát nét về quá giá thà sầm phát hoàng á thức phát tí ê cô quá lá phần tí lá phát tí. Các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm. Cũng vậy, trong nghi tâm, nhất hành không thể trở thành đạo chi, căn hay lực. Trong bốn tăng thượng, dục cần tâm thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp, chỉ ở trong tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Cha hề tu bành cha cha nành gà, mắt ngành gà ná quá quát tu tù, sù lát in rí giá thầm mà, chá bà lá thầm mà ná quê rí tà, chá thà rô thí bá tí vút tà, tá thà hà ra tí sát tá thà, tá là tí sà kinh nô vút tù, mí sá ká sẵn gá hồ. Tổng lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cũng thấy ấy có 4 yếu tố ưu thế, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ, con đã đọc xong bài, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, cho em xin đọc tiếp ạ. Em chưa thấy ai lừa ra tay. Em kính chào thầy Kinh ạ. Chị Châu cho em xin bài em đọc tiếp. Dạ, vâng ạ, em xin được xuống mic. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, cô tu nữ Như Pháp và con kính chào thầy Kinh và đạo tràng. Con kính mời đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Thassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Thassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Thassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Brahma Jalokadhipati Sahampati Katanjaliyanti Varang Ayajatha Santi Thasantam Parajang Kajatika Dese Tuthamang Aukam Pimang Pajang Santam Mapherin Vinayan Jakayang
Xuân tân cha văn thăng a bi tham ma chăm măng a cô ta nhân tu cha thư sân cha đàn đăng phạm bố tha nấy dê phà ri sa ya mặn chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới vừa thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tin rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn tử bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính cung tỉnh thầy kinh Đăng Đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Tham Mái. Nam mô Sắc Thế. Kính lễ Sư Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào tất cả quý vị. Nghe rõ mà. Alo. Nghe ha. Ok. Rồi, hôm nay mình tiếp tục học hơn. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahaṃ sammasambuddho Phagavuddhaṃ Bhagavantaṃ abhivādayāmi Svakkhato Phagavata Dhammo Dhammaṃ namassāmi Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namāmi Samma Sambuddhamma Tulang Sasattamma Anuttamang Abhivādayappa Sissaṃ Abhidhammattassaṃ Nam. Con đem lòng thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sư Thầy. Rồi, chương trình mình bắt đầu cũng đọc Pali ha. Sau đó chúng ta sẽ cho một số câu hỏi ôn tập ha. Từ từ tính sao ôn tập cho lãnh 10 điểm mà quý vị quan hỷ trong pháp rồi ha. Cố gắng 10 điểm nha quý vị. Hôm nay có ai được giải quán quân nha. Từ rồi ai ha, từ rồi ai quán quân nha quý vị. Từ rồi pháp quân Lào Cai ha. Rồi, hết sảy luôn. Rồi, yeah. Rồi, mời quý vị nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Kha giá. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chị Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bảo cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, kính, con kính chào thầy. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc ạ. Mít sa ca sang ga hồ, toát yếu những hỗn hợp pháp. Đoạn 1. Mít sa ca sang ga hề, cha hề tú, lô phô, đô sô, mô hô. Á lô phô, á đô sô, á mô hô. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh, có sáu nhân, một tham, hai sân, ba si, bốn vô tham, năm vô sân và sáu vô si. Sattaccha, sattaccha nan gani, quý tắc cô, quý cha rô, bi tí sô manat. Sang e cắt gáp ta đồ manat sang u bái kha có bảy chi, có bảy chi thiền là một tầm, hai tứ, ba hỷ, bốn lạc, năm định,
sáu ô và bãi xã. Đoà đá xá mắt gan gà ni sam ma đức thi sam ma sang cấp bồ sam ma hoa cha sam ma cầm minh tô sam ma chi vô sam ma hoa gia mô sam ma sa tí sam ma sa ma thi mít cha đức thi mít cha sang cấp bồ mít cha hoa gia mô mít cha sa ma thi. Có 12 chi đạo là 1 chánh kiến, 2 chánh tư duy, 3 chánh ngữ, 4 chánh nghiệp, 5 chánh mạng, 6 chánh tinh tấn, 7 chánh niệm, 8 chánh định, 9 tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 12 tà định. Dạ, con đã đọc xong đoạn 1. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bột bài. Con kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin mời dì kế tiếp ạ. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính lễ Sư Trí Đức. Con kính lễ Thầy Kinh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Pháp Môn Đàm Ảo Ca. Dạ, em cảm ơn chị Meta cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc đoạn 2. Bà quỳ sa tín ri già ni chắc khôn ri giang sô tín ri giang khà nín ri giang chịp hình ri giang ca dìn ri giang ít thịn ri giang bú ri xin ri giang chi vi tín ri giang ma nín ri giang su khin ri giang lúc khin ri giang so mana xin ri giang đồ mana xin ri giang u bay khin ri giang sát thịnh ri giang vi ri yin ri giang sa tín ri giang sa ma thịnh ri giang bệnh nhìn ri giang a nhẹ a nành nhà ta xà mi tin ri giang anh nhìn ri giang anh nhà ta quyền ri giang. Có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là 1 nhãn căn, 2 nhĩ căn, 3 tỷ căn, 4 thiệt căn, 5 thân căn, 6 nữ căn, 7 nam căn, 8 mạng căn, 9 tâm căn, 10 lạc căn, 11 khổ căn, 12 hỷ căn, 13 u căn, 14 xả căn, 15 tín căn, 16 tấn căn, 17 niệm căn, 18 định căn, 19 tuệ căn, 20 vị tri đương tri căn, 21 giới tri căn, 22 cụ chi căn. Na qua ba la ni sát tha ba lăng vi ri ya ba lăng sát tin sát ti ba lăng sam ma thi ba lăng bành nhà ba lăng hi ri ba lăng ốt tắp ba ba lăng a hi ri ka ba lăng a nốt tắp ba ba lăng. Có 9 lực là 1 tín lực, 2 tấn lực, 3 niệm lực, 4 định lực, 5 tuệ lực, 6 tạm, 7 quý lực, 8 vô tạm lực, 9 vô quý lực. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bốt bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp.
Dạ, con xin đọc tiếp đoạn 3. Con xin đọc tiếp. Chất tà rô apipati chăn đà thi pati viriya thi pati chitta thi pati vi năng xà thi pati. Có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục, hai cần, ba tâm và bốn thẩm. Chatta ro ahara kapalika ro aharo paso dutiyo mano sanchetana tatiyo vinyanang chatuthang. Có bốn loại vật thực là một đoàn thực, hai xúc thực, ba tư niệm thực và bốn thức thực. Indiyesu banitha banitha sota pati mak gành nhà năng a nhành a nành nhà tất xà mi tình đi yang arahatap ba lệ la nạ nhà năng anh nhà ta quyền đi dặn mách chê cha nhà nà đi anh nhìn đi già nì ti ba bút chàn ti chỉ quyết định đi dặn cha rù ba quá xê na đu quyết thằng hồ ti. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đà hườn đạo tuệ, vị chi đương chi căn tất dự lưu đạo trí. Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ, có nghĩa là A-la-hán quả tuệ. Cụ chi căn tức là A-la-hán quả trí. Trong các căn ở giữa, dĩ chi căn tức là sáu trí. Mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Con xin kính đăng đích đến đạo tràng. Sa thư. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bảo quý cô tư nữ, con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Con xin phép đọc thêm một lần nữa. Đoạn 4. Banh chát huynh nhà nê su cha nan ga ni a quý ri dê su bà la ni a hê tu kê su mắc gần ga ni đá lắp phan tí tát thà quý chích kích cha chích tê ê cắt cá tà mắc gìn ri dạ bà la phà hoàng na cách chát tí tuệ hệ tu cá tề hệ tu cá cha oneness về quá gia thà sầm phát hoàng ati pati e cô quá lắp phát tí. Các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm, cũng vậy trong nghi tâm dứt hành không thể trở thành đạo chi căn hay lực. Trong bốn tăng thượng dục cần tâm thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Tu pan cha cha nan ga mat gan ga na wa wat tu to so so las in ri ya tham ma chap pa la tham ma na we ri ta chat ta ro thi pa ti ut ta tat tha ha ra ti sat ta tha ku sa la di sam ma kin no wu tu mi sa ka sang ga ho. Tổng lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cùng thế ấy có 4 yếu tố ưu thế,
bốn loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong bảy phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ, con đã đọc xong bài, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, thầy kinh và đạo tràng ạ. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Phật pháp tăng. Con xin kính đảnh lễ quý sư và quý cô tư nữ. Con xin kính chào thầy kinh và con xin kính chào đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc bài. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, Tina và các mọi người cài cho quý tín hiệu của Mita. Misaka Sangaho, tốt yếu những hỗn hợp pháp, đoạn 1. Misaka sangha he cha he tu lofo doso moho lofo adoso amoho. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân: 1 tham, 2 sân, 3 si, 4 vô tham, 5 vô sân và 6 vô si. Satta janna gani vitak ko vitako vichano piti somanas sang ekagata domanasang upeka. Có 7 thiền chi là 1 tầm, 2 tứ, 3 hỷ, 4 là 5 định, 6 u và 7 xả. To tassa magga to tassa magga gangani samma titthi samma sankappo samma vacca samma kammato samma jivo samma vacamo samma sati samma samadhi micca titthi micca sankappo micca vacamo micca samadhi. Có 12 chi đạo là 1 chánh kiến, 2 chánh tư duy, 3 chánh ngữ, 4 chánh nghiệp, 5 chánh mạng, 6 chánh tinh tấn, 7 chánh niệm, 8 chánh định, 9 tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 12 tà định. Dạ, con cảm ơn Trong Nguyễn bố bài, con xin cảm ơn thầy kinh ạ. Con xin nhận mic cho người kế tiếp ạ. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức, dạ con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, dạ con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Metta, cảm ơn huynh chánh tâm Sistina, xét pháp nguồn lầu cài đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 2. Bà quỳ sát tiền tri già ní chất khôn tri dân sô tiền tri dân khà niên tri dân triều hiền tri dân cà diền tri dân ít thiền tri dân bố rí xin tri dân trì quý tiền tri dân ma niên tri dân su hiền tri dân đúc hiền tri dân sô ma ná xin tri dân đô ma ná xin tri dân Upek hiền tri dân, sát hiền tri dân, quý rí diền tri dân, sát tiền tri dân, sát mạ thiền tri dân, bằng nhìn tri dân, anan nhà tá xà mì tiền tri dân, anh nhìn tri dân, anh nhà tà quyền tri dân. Có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là 1 nhãn căn, 2 nhị căn, 3 tỷ căn, 4 thiệt căn, 5 thân căn, 6 nữ căn, 7 nam căn, 8 mạng căn,
9 tâm căn, 10 lạc căn, 11 khổ căn, 12 hỷ căn, 13 ưu căn, 14 xả căn, 15 tính căn, 16 tấn căn, 17 niệm căn, 18 định căn, 19 tuệ căn, 20 vị trí đương tri căn, 21 dĩ tri căn, 22 cụ tri căn. Nawapala ni sattha palang, viriya palang, sati palang, samadhi palang, panya palang, hiri palang, otapa palang, ahirika palang, anotapa palang. Có 9 lực là 1 tính lực, 2 tấn lực, 3 niệm lực, 4 định lực, 5 tuệ lực, 6 tàm lực, 7 quý lực, 8 vô tàm lực, 9 vô quý lực. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân thầy, con kính tri ân đạo tràng. Dạ thưa còn đoạn 3 và đoạn 4. Dạ con kính mời cô Metta, con kính mời cô Nhung đọc để kết thúc bài đọc luôn rồi thỉnh thầy dạy ạ. Sa thú, dạ con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Thầy, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin đọc tiếp. Đoạn 3. Chattaro Athibati, Chanda Athibati, Viriya Athibati, Chitta Athibati, Vimansa Athibati. Có 4 yếu tố tăng thượng tâm là 1. Dục, 2. Cần, 3. Tâm và 4. Thẩm. Chattaro Ahara, Kabalikaro Ahara, Phát sô, đú tí vô, ma nô sanh chê, ta na, ta tí vô, huynh nhà năng chát tuất thăng. Có 4 loại vật thực là 1. Đoàn thực, 2. Xúc thực, 3. Tư niệm thực, và 4. Là thức thực. Indriye subhanetha sô ta bát tí mắt, ga nhà năng á nần nhà tát xa mi tình ri văn á ra hát ta pha lần. Con đọc lại: á ra hát ta pha la nhà năng anh nhá ta huynh ri văn mắt chê cha nhà na ni an nin ri ya ni ti ba wut chan ti chi quy tin ri yan cha ro ba wa se na đu quy thằng hồ ti. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đà quần đạo tuệ. Vị tri đương, tri căn tức dự lưu đạo tri, căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ, có nghĩa là A-la-hán quả tuệ. Cụ tri căn tức A-la-hán quả trí. Trong các căn ở giữa, vị tri căn tức là sáu trí. Mạng căn gồm cả hai sắc mạng quyền và danh mạng quyền. Dạ con đã đọc xong. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bốt bài. Dạ con kính mời về kế tiếp ạ. Con xin đọc bài tiếp ạ. Dạ cảm ơn chú Nguyễn. Dạ cảm ơn chị Metta cho biết tín hiệu nghe đọc. Đoạn 4. Bành cha quyền nhà nề su cha nàn gà ni a vi ri dê su ba la ni a hê tu kê su mắc gàn gà ni na la phan ti ta thà
vi chi ki cha chi te e cắt kha ta mắc gìn ri ya ba la ba la pha hoàng na gai cha ti vi hệ tu ca ti hệ tu ca cha wa ne swe wa ya tha sam pha hoàng a thi pa ti e ko wa la phan ti. Thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm. Cũng vậy, trong nghi tâm, nhất hành không thể trở đạo chi, căn hay lực. Trong bốn tăng thượng, dục, cần, tâm, thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tâm hay tam nhân tâm. Cha hệ tu bành cha cha nan ga mắc gan ga na wa wa thu tổ so la sin ri ya tham ma cha ba la tham ma na we ri ta chắc ta ro thi ba ti vu ta ta tha ha ra ti sa ta tha kusala di sama kinno vutto misaka sangaho. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cùng thế ấy có 4 yếu tố ưu thế, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã bớt bài. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, con kính dâng mic đến thầy để giảng bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Rồi, xa thức, xa thức. À, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng trong rung kính chào tất cả quý vị. Rồi, bắt đầu mình vô chương trình đấu vui ha. Chuẩn bị lấy 10 điểm đoạt giải quán quân nha quý vị. Rồi, MC làm chọn làm việc, thư ký làm việc chưa? Câu số 1. Những pháp thiện tất cả đều là nhân thiện phải chăng? Những pháp thiện tất cả đều là nhân thiện phải chăng? Rồi, rồi những pháp thiện tất cả đều là nhân thiện phải chăng? Dễ quá ha. Rồi dạ, lấy 10 điểm cái một ha. Rồi xin mời quý vị nha, mời thư ký làm việc nha. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con xin đọc câu hỏi số 1. Dạ, những pháp thiện tất cả đều là nhân thiện phải chăng? Dạ, thưa con kính mời đạo tràng.
Dạ con kính mời cô Metta. Dạ con kính mời Sít Pháp Môn Lào Cai, Sít Tina. Dạ con kính mời đạo tràng trả lời câu hỏi của bồ ạ. Cô Metta ơi. Sít Pháp Môn Lào Cai. Dạ xin mời bàn tay của cô xin mời bàn tay của mọi người ạ. Con xin phép xuống mic ạ. Dạ thưa thầy, cho con xin được trả lời đỡ chống Zoom. Nhưng mà lần đầu không muốn ăn chứng đâu, nhưng mà thôi con cứ trả lời để cho mọi người trả lời theo ạ. Dạ. Những pháp thiện tất cả đều là nhân thiện phải chăng? Dạ thưa thầy, cái nhân thiện ở đây thì là gồm nhân vô tham, vô sân, vô si, gọi là nhân thiện. Còn những cái pháp thiện thì nó sẽ bao gồm để nó sẽ rộng hơn thưa thầy, cho nên là không nên nói là nhân thiện những pháp thiện tất cả đều là nhân thiện phải chăng, bởi vì là cả những pháp thiện thì nó sẽ rộng hơn, còn cái nhân thiện thì nó chỉ có nhân vô tham, vô sân, vô si thôi, còn những cái pháp thiện của nó thì sẽ nói về vấn đề sẽ rộng hơn. Các con xin được trả lời như vậy. Có gì sai mong thầy chỉnh sửa con và đạo tràng bổ túc thêm ạ. À, con xin phép được xuống mic mời đạo tràng. Sao quý vị? Alo, cho biết kết quả đi quý vị ơi, sao? Đúng không? Đúng không quý vị? Alo, alo. Còn thiếu rồi, mời cho Nguyễn lên, còn thiếu mời cho Nguyễn. Dạ thưa thầy, con xin bổ sung Sít Pháp Môn Lào Cai, câu trả lời của Sít Pháp Môn Lào Cai. Dạ con không biết đúng không nha thầy. Dạ thưa thầy, câu số 1. Những pháp thiện tất cả đều là nhân thiện phải chăng? Dạ thưa thầy, pháp thiện thì bao gồm tất cả đều là nhân thiện và có trong đó cả nhân vô ký nữa thưa thầy. Dạ thưa con không biết có đúng hay không, con có sai nhờ thầy sửa, con kính nhân mít lại cho thầy ạ. Bổ sung nói cũng chưa rõ nữa. Bổ sung cũng như không. mời ai bổ sung tiếp này, cô dung ghi thiếu, mời cô dung là thiếu cho mà cô dung bổ sung cho con là Tina ha, ra là xa thôi có mời Tina. Dạ con kính thánh lễ ba ngôi tam bảo, con kính lãnh lễ quý sư quý bà quý cô tư nữ, con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Dạ con bổ sung là con không biết đúng hay không. Dạ những cái pháp thiện tất cả là đều là nhân thiện phải chăng, thì nhân pháp thiện thì có những cái tính chất tốt không thì không có tội lỗi, cũng như không có là có nhân là có cho những cái quả đẹp và quả vui. Thì cái pháp thiện thì con thấy ở trong bản niêu thì nó có là có tám tâm thiện dục giới, rồi chín tâm thiện chín năm tâm thiện sắc giới và bốn tâm thiện vô sắc giới, và 20 tâm thiện siêu thế. Còn nó hợp thì nó hợp với là đi với 13 sở hữu tợ tha và 25 sở hữu tịnh hảo. Thì ở trong
Còn nhân á, thì là nó có vô tham, vô sân, vô si. Thì câu hỏi là những pháp thiện tất cả đều là nhân thiện phải chăng? Con nghĩ là phải. Dạ. Có sai, xin thầy sửa giùm cho con. Nói đã kết nghe được lắm. Nói đã xong kết thúc được lắm. Rồi dạ nam mô Bụt Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ dạ con xin bổ túc thêm mà thầy. Thầy, như hồi nãy Tina đã nói là trong các pháp thiện theo ở bản nêu thì có tâm thiện dục giới, rồi các pháp thiện ở tâm đáo đại và ở tâm siêu thế. Nhưng mà con thấy là không phải tất cả đều có đầy đủ nhân thiện, mà như ở tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm thiện dục giới tịnh hảo thì cái phần nào mà hợp trí thì mới có đủ ba nhân, vô tham, vô sân, vô si. Phần nào mà ly trí thì chỉ có hai nhân thôi, vô tham và vô sân, không có vô si, không có đủ ba nhân. Và riêng ở các tâm thiện đáo đại cũng như tâm thiện siêu thế thì có đầy đủ ba nhân là vô tham, vô sân, vô si. Dạ, chị con chỉ có bổ sung như vậy không? Không biết có đúng hay không? Thì chứ không phải là tất cả đều có đầy đủ ba nhân thiện. Dạ, đó. Con xin bổ sung như vậy. Đó là ý kiến của con. Không biết có đúng không? Xin thầy cho con biết. Hello. Hello, có nghe không quý vị? Yeah, ok. Trả lời thì không đúng, mà nó không sai mà nó không đúng. Bởi vì ta nói tất cả những pháp thiện tất cả đều là nhân thiện. Quý vị cho ai lên bổ sung lại lần nữa lấy là điểm coi. Nãy ai nói gì đó, nãy Pháp Nguồn Lào Cai phải không? Pháp Nguồn Lào Cai lên cho nói lại lần nữa là lấy điểm coi. Các người là cài gỡ giống coi. Xếp còn chút xíu nữa là chúng à. Các người là cài ra đây. Rồi mời lên. Dạ thưa thầy. Những pháp thiện tất cả đều là nhân thiện phải chăng? Thì, nó chỉ là đúng nhưng mà nó cũng đúng có một phần thôi thưa thầy, bởi vì là nhân thiện thì nó có nhân vô tham, vô sân, vô si, nhưng mà những pháp thiện thì nó bao gồm rất là nhiều ở trong đó, cho nên là con trả lời như vậy thưa thầy, nó chỉ là một phần của pháp thiện thôi ạ, nhân thiện ạ. À, con xin được xuống mic. Dạ, cũng chưa được rõ ràng ha. Rồi mời cô Dung bổ sung thêm. Mời cô Dung. Dạ con thưa thầy, dạ pháp thiện là cái pháp mà tốt đẹp, pháp tịnh hảo, pháp yên lặng, thì nó có năm cái nghĩa thiện và thì nó mới được là cái pháp thiện. Thì pháp thiện, cái nhân thiện nó là nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si, nhưng mà pháp thiện thì nó rộng, nó bao gồm cả tâm dục giới tịnh hảo thì gồm có hai nhân thiện và ba nhân thiện là vô tham, vô sân, vô si và vô tham, vô sân, và có cả tâm đáo đại cũng là pháp thiện, tâm siêu thế cũng là pháp thiện, rồi có cả tâm quả vô nhân cũng là pháp thiện nhưng mà nó không có nhân. Ngoài ra nó còn các, tất cả các tâm sở tịnh hảo, và tâm sở tịnh hảo cũng là pháp thiện.
Dạ, đó là câu trả lời của con ạ. Con kính tri ân thầy. Cũng chưa dễ nữa, cũng chưa dễ. Ai nói cho thiệt hay này. Rồi mà chúng ta. Dạ, con kính đến lễ ba ngôi tâm bảo. Kính chào thầy kinh, con xin phép bổ túc thêm thôi này. Thật ra pháp tiện nó nhiều lắm. Đâu thì giống như những cái pháp tiện thì có những pháp tiện tất cả đều là nhân thiện, phải chăng? Dạ, cũng không nhất thiết là phải là nhân thiện. Tại vì có thể những người ta làm như người ta bố thí, người ta cúng dường, người ta trì giới, cái đó cũng là pháp tiện thôi. Đâu cần phải nhất thiết là phải nhân thiện. Tại vì pháp thiện nó nhiều cái lắm, mình làm mọi thứ thì mình biết là nhân thiện, nhưng mà nhân thiện nó không cần phải necessary, là không cần phải thiết là phải có nhân thiện. Những người ta như người ta đi bố thí nè, người ta cúng dường nè, người ta làm việc những cái gì cho, thì đó là những cái pháp thiện, thì đó cũng chứ đâu phải là phải cần thiết phải có nhân thiện. Tại vì pháp thiện là mình cái pháp thôi, chứ không phải là cần thiết phải nhân thiện. Thì con xin bổ túc như vậy. Nhân thiện mình biết là vô tham, vô sân, vô si, nhưng mà pháp thiện á, thì nó nhiều lắm, nó không cần nó có thể là những cái pháp du ký, giống như nãy như là pháp như thiện đáo đại, thiện sư tế, cũng là nó có nhân, nhưng mà những cái pháp á, là mình như con nói là mình cúng dường, mình trì giới, mình làm phước cho những gì đó, thì có đó cũng là pháp thiện, thưa thầy. Dạ, con xin hết rồi, thưa thầy. Chánh tâm nói hay quá vậy ha, cho được mà mấy tiếng dịch quý vị, cho chánh tâm được mấy tiếng dịch chắc có cho rõ luôn. Pháp thiện nào mà không có nhân thiện, không có nhân thiện sao làm thiện? Bố thí thì giới làm gì cũng phải có nhân thiện, không có nhân thiện sao làm? Nói không có nhân thiện là lãnh nguyên chứng dịch nè, nguyên rõ luôn. Rồi, bây giờ hãy giải thích cho rõ lại một xíu ha. Những pháp thiện tất cả đều là nhân thiện phải chăng? Giờ nhân thiện có mấy? Nhân thiện có ba, pháp thiện nhiều lắm. Pháp thiện là những tâm thiện, dục giới, tịnh hảo, rồi tâm sắc giới, vô sắc giới, siêu thế. Nó nhiều lắm, rồi những pháp thiện đầy nữa đơn. Rồi sao nó là ba được? Nhưng mà nói ngược lại, nhân thiện là pháp thiện phải chăng? Vì đúng không? Nhân thiện là pháp thiện. Đúng, nói ngược là đúng rồi, nhưng mà nói xuôi lại cái trật à. Nói xuôi lại là nó khác nha. Cho nên phải để ý là xong, nhưng mà tuy nhiên, nhưng mà coi như pháp nguồn Lào Cai là đi đầu ha, nói trúng hết là nói hoặc không có ra chi pháp hết, nhưng mà nói cái ý là chính xác ha, đúng không? Pháp thiện là nhiều lắm, mà nhân thiện qua thôi ha. Rồi vậy là cho pháp nguồn Lào Cai giải an ủi ha, an ủi 7 điểm. Pháp nguồn Lào Cai được 7 điểm. Rồi. Ok, câu số 2. Nhớ số điểm mình nha, lát ra đừng giải quán quân nha. Trong các tâm thiện đều là tâm tịnh hảo. Trong các tâm thiện đều là tâm tịnh hảo. Hay các tâm tịnh hảo là thiện? Đúng rồi. Trong các tâm thiện đều là tâm tịnh hảo, hay các tâm tịnh hảo là thiện? Rồi, câu này cũng dễ ủi ha. Rồi, mời quý vị nha.
Thưa Thầy, cho con được xung phong trước cái đỡ trong Zoom. Trong các tâm thiện đều là tâm tịnh hảo hay các tâm tịnh hảo là thiện? Dạ thưa Thầy, con xin được trả lời cái vế thứ hai á, là các tâm tịnh hảo đều là thiện là đúng thưa Thầy. Còn trong các tâm thiện đều là tâm tịnh hảo thì cũng cái này thì cũng chưa đủ ạ. Bởi vì là trong các tâm thiện thì nó có nhiều ạ, chứ trong các tâm tịnh hảo thì nó là những cái tâm thiện là đúng. Nhưng mà để con suy nghĩ một chút, trong các tâm thiện đều là tâm tịnh hảo hay các tâm tịnh hảo là thiện? Nói chung là những cái tâm tịnh hảo này thì là nó cũng là tâm thiện, nhưng mà nó cũng có những cái tâm thiện thì gồm là thiện của nó đều là vô tham, vô sân và vô si. Nhưng mà trong các tâm tịnh hảo thì con cũng thấy là có những cái tâm tịnh hảo thì nó ly trí, thưa Thầy, là nó có vô tham và vô sân thôi. Cho nên là nói như vậy thì nó cũng chưa được đủ đầy đủ lắm ạ. Dạ, con xin được chia sẻ như vậy. Có gì mong Thầy bổ sung thêm cho con và mọi người bổ thông sung thêm ạ. Dạ, con xin phép được xuống mic. Dắt người ta lên núi, mới lên núi xong rồi dắt người xuống núi xong rồi dắt người ta lên núi. Nói tổ lộn là đúng đầu rồi đầu. Mời quý vị tiếp. Mời cho Nguyễn làm việc coi, làm việc cho bà con xem tử coi. Dạ, con xin đọc câu số 2. Dạ, trong các tâm thiện đều là tâm tịnh hảo hay các tâm tịnh hảo đều là thiện? Dạ, cô Meta ơi, cô Meta có cầm mic trả lời được không cô? Dạ, thôi con chưa thấy bàn tay của cô Meta, thôi con xin trả lời luôn thầy. Dạ, thưa thầy, các tâm thiện với thứ nhất là các tâm thiện đều là tâm tịnh hảo, và cái này chưa có đúng. Tại vì tâm thiện thì như câu số 1 hồi nãy nói thì nó đều có, nó nằm ở trong tâm dục giới tịnh hảo, tâm đấu đại và tâm đạo, thì cái đó không phải là tâm thiện không, tức đó không phải là tâm tịnh hảo không, mà nó còn nằm, còn tất cả, còn tâm tịnh hảo là tâm thiện thì là đúng rồi thầy. Vế thứ nhất thì là chưa có đúng, chưa có đủ, và vế thứ hai thì là đúng. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ con xin phép được xuống mic. Dạ dạ mời xin phép Pháp Môn Lào Cai ạ. Dạ cho em xin cho cổ tức thêm. Dạ con thưa thầy là tâm thiện ở đây thì gồm có ta có những cái tâm thiện như là tám tâm lệ thiện này, rồi thì năm tâm thiện. Còn nếu như mà nói đến cái tâm tịnh hảo thì nó gồm cả tâm quả và tâm duy tác nữa thưa thầy. Cho nên là trong các tâm thiện thì không phải là tâm tịnh hảo ạ. Còn các tâm tịnh hảo thì là thiện là đúng thưa thầy. Cho nên là con được trả lời như vậy. Có nghĩa là trong các tâm thiện thì gồm chỉ có là 8 tâm đại thiện này, rồi thì 5 tâm thiện sắc giới, mới lại 4 tâm thiện vô sắc giới. Còn những cái tâm chứ không, nó không phải là những cái, tất cả đều không phải, trong những cái tâm đấy không phải là những tâm tịnh hảo, mà trong tâm tịnh hảo thì gồm nó có cả tâm quả, tâm duy tác này, và tâm đạo. Cho nên là con trả lời như vậy ạ. Dạ con xin được xin hết người đã trả.
Hello. Sao không hiện, thấy không hiện mic rồi vậy? Hello. Alo, alo, nghe chưa? Dạ, nghe nghe, nghe ha. Rồi. Thì mà dắt Châu Nguyễn lên núi rồi dắt Châu Nguyễn xuống núi thì cũng đi theo. Hai người đi theo. Dắt lên xuống nãy giờ. Rồi cho hai người dắt ba nhau đi ra chợ mua chợ ngoài Lào Cai có chợ gì? Vâng, Lào Cai. Lào Cai gì? Chợ Lào Cai này ha. Chợ gì? Chợ gì? Chợ cốc. Chợ cốc, cốc liều quá. Cốc liều là gì? Chợ cốc liều. À, đúng hả? À, đúng thì có người cho lấy người 2 trứng, 2 người 4 trứng. Chợ cốc liếu. Cốc liếu. Rồi nhớ dắt Châu Nguyễn ra mua lựa cho 2 trứng cho bộ bự chứ nha. Rồi mời, bây giờ mời tiếp nha. Con thưa thầy, dạ con xin 2 trứng nữa thưa thầy. Dạ theo con thì trong các tâm thiện đều là tâm tịnh hảo hay các tâm tịnh hảo là thiện? Thì theo con hai vế này đều đúng, theo con là như vậy. Tại vì các tâm tịnh hảo là những tâm tốt đẹp, còn cái tâm thiện thì cũng là những cái tâm mà nó có năm cái nghĩa là không bệnh hoạn, tốt đẹp, khôn khéo, chẳng có lỗi cho quả vui, thì nó cũng là tâm tịnh hảo luôn. Thì theo con thì là như vậy. Dạ con xin 2 trứng. Con kính tri ân thầy. Rồi, vậy là đi theo pháp nguồn Lào Cai lên núi luôn. Pháp nguồn Lào Cai lên núi bán trứng đà điểu. Pháp nguồn Lào Cai này là chuẩn bị tinh thần đón ra đón mấy chị từ Sài Gòn ra đi mua trứng nha. Rồi mời mời tiếp. Dạ, thưa thầy con xin bổ túc thêm hả thầy. Trong các tâm thiện đều là tâm tịnh hảo hay các tâm tịnh hảo là thiện? Như lúc mấy nãy cái câu đầu kia cũng nhớ nhớ mà sao nói sai ha, ngộ ha. Giờ để con suy nghĩ ra coi. Thì thứ nhất á, trong các tâm thiện á, thì tâm thiện đều là tâm tịnh hảo. Không không phải chắc như vậy thưa thầy. Tại vì ok, nếu mà nói về tâm, nếu nếu tâm thiện thì tâm những cái tâm ok, bảy bảy tâm bất thiện, tám cái tâm mà tám cái tâm mà vô nhân đó thầy, tức là tám cái tâm mà vô nhân, tám cái tâm mà vô nhân về bảy tâm quả bất thiện vô nhân, tám tâm quả thiện, tám tâm quả thiện vô nhân, nó là tâm thiện nhưng mà nó không phải là tâm tịnh hảo, vì nó là không có nó không phải là tâm tịnh hảo vì nó là tâm vô nhân nhưng mà nó không phải là tâm tịnh hảo, vì cơ tâm tịnh hảo là tâm đẹp, và tâm tịnh hảo là tâm có hay cái tâm tịnh hảo là thiện,
Vì tâm tịnh hảo là có những nhân như là hai nhân hay là ba nhân thì gọi là thiện. Còn cái tâm quả vô nhân, thiện vô nhân, nó chỉ là tâm thiện thôi, nhưng mà nó không phải là tâm tịnh hảo. Thì theo con nghĩ như vậy. Thì vì tâm tịnh hảo là tâm phải có những hai nhân và ba nhân, thì các tâm tịnh hảo là thiện. Dạ, con xin bổ túc như vậy, không biết có đúng không thầy, con xin xuống mít ạ. Pháp Luân Lào Cai ơi, Pháp Luân Lào Cai bên chỗ đó có cho gửi hàng đi qua Canada không vậy? Có gửi hàng qua Canada không? Có đóng nguyên thùng cho mà nó xong nguyên thùng trứng rồi nó mang nguyên thùng trứng luôn nha. Trời ơi, câu dễ quá, không ai nói đúng thì trời. Rồi mời tiếp rồi, hai bộ phương pháp của Lào Cai muốn lên gã giống nha. Rồi lên nhớ đóng thùng cho chánh tâm nha, để thôi nó lỗ. Thưa thầy, ở chỗ con là có chợ Cốc Lếu, thưa thầy, gọi là chợ Cốc Lếu. Đã, còn cái đóng xong Úc cũng được, cho Mỹ cũng được, đã, có chứng gọi là chứng đại điểu, chứng ngẫu. Đã, con xin phép được trả lời lại cái câu này. Tuy nó thầy nói là dễ nhưng cũng không dễ, con thấy làm sao nó cũng khó ấy. Trong các tâm thiện đều là tâm tịnh hảo hay tịnh hảo đều là thiện? Dạ thưa thầy, trong các tâm thiện thì nó, cái tâm thiện đó thì nó chỉ là một phần trong trong cái tâm tịnh hảo, thưa thầy. Bởi vì trong tịnh hảo thì con thấy có ví dụ như tâm 24 tâm dục giới tịnh hảo thì có mỗi 8 cái tâm đại thiện, còn lại là 8 tâm đại quả, 8 tâm duy tác nữa mà. Cho nên là nếu mà nói cái tâm thiện là tâm tịnh hảo thì cũng không được đúng đó, bởi vì là nó cũng chỉ là một phần ở trong tâm tịnh hảo thôi. Và còn các tâm tịnh hảo thì mà thiện thì cũng không có đúng đó. Đã còn được, con xin phép được trả lời như vậy. Con xin dâng mic đến thầy, mong thầy bổ túc thêm cho con ạ. Nói vòng 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 cũng lại dắt lên núi rồi dắt xuống núi tiếp. Hết bài rồi, hết bài đều ba sĩ gì thanh si băng hả, thanh si băng văn si băng dắt lên, dắt luôn cả Châu Nguyễn, dắt luôn cô Hồng Nhung, dắt luôn Tha Chánh Tâm đi theo luôn, dắt luôn Nguyên Đám đi theo luôn, chết luôn. Rồi trong các tâm thiện đều là tâm tịnh hảo, tâm thiện là tâm tịnh hảo đúng không quý vị? Tâm thiện là gì? Là tốt đẹp, là tịnh hảo, đúng không? Trong các tâm thiện đều là tịnh hảo, đúng không? Rồi các tâm tịnh hảo đều là thiện, đúng không? Các tâm tịnh hảo sao là thiện không? Bảy bả sao đúng? Bởi vậy tâm tịnh hảo gồm có tâm thiện, có tâm quả, có tâm duy tác, có người nào trả lời có câu giả ẩn, trả lời trả lắc cái đây. Với đầu lắm, với sao thật ra. Rồi nắm được chưa? Rồi đây là ăn trứng có gì quan ức không? Quan ăn trứng cái gì không kỵ, nói đúng, tâm thiện là tâm tịnh hảo là đúng rồi, nhưng mà tâm tịnh hảo ngỏi ngược lại tâm tịnh hảo là thiện. Trật lắc cái đây không ai chấm cái này. Đúng vậy, câu đầu là người ta hỏi câu đầu đã là trật đúng vậy. Vậy là ăn trứng trứng gì đó, nãy trứng là điểu. Trứng là điểu là đúng ha, không có gì quan ức không. Rồi, câu số 4. Câu số 3, số 4, số 3 nha. Câu số 3, mới câu số 3. Hôm nay chắc câu hỏi không rồi. Câu số 3.
Khi lưỡi ném vị, khi lưỡi ném vị phải do duyên cảnh vị thiệt thức sanh chấm phân tích về uẩn. Khi lưỡi ném vị do duyên cảnh vị thiệt thức sanh phân tích về uẩn. Rồi khi mà lưỡi mình ném vị ha, thì do duyên cảnh vị thiệt thức sanh. Rồi phân tích về uẩn coi ai phân tích sẽ là hay ha. Rồi xin mời quý vị. Con xin phép được phân tích sơ sơ qua, nếu mà có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con ạ. Khi lưỡi nếm vị do duyên cảnh vị thiệt thức danh phân tích về ổn. Dạ, cái này khi lưỡi nếm vị thì là nó gồm là thiệt tâm, tâm thiệt thức sinh khởi. Dạ, thì cái này thì gọi là về phần thức ổn ạ. Do duyên thì cảnh vị do duyên cảnh vị thiệt thức sanh, thì cái do duyên là sự sự xúc chạm thì là gọi là có cảnh vị thiệt thức sanh, thì cái này là có cái khi xúc, khi mà lưỡi nếm vị là tiếp xúc thì cái thọ thọ là gọi là thọ uẩn xanh. Vâng. Khi lưỡi nếm vị thì là khi mà cái thiệt thức này xúc, cái tâm thiệt thức tiếp xúc thì là thức uẩn á, tiếp xúc thì là thọ sanh khởi, thì thọ uẩn là thọ uẩn sanh khởi. Thì cái này nó chỉ có gọi là rồi khi mà thọ uẩn sanh khởi thì tiếp theo là tưởng uẩn á thưa thầy, rồi đến hành uẩn. Còn cái vị đây, cái vị đây, sắc cảnh vị đây thì gọi là sắc uẩn ạ, thế này. Con xin phân tích như vậy nhưng mà chắc là nó cũng chưa được tuần tự lắm. Xin được dâng lớp đến đạo tràng, mong đạo tràng bổ sung thêm ạ. Con xin được dâng lớp. Nó lộn xộn tùm lum tà la chứ ha. Tập suy nghĩ cho kỹ, nói cho nó đúng ra câu hỏi đàng hoàng ha. Rồi mời tiếp rồi, mời cái gì được phân tích tiếp rồi.
hôm nay dạ hôm nay thầy cho chánh tâm nguyên cái ổ trứng rồi, không có dám nói. Oh my goodness, giờ nói nữa chắc cho gửi nguyên chiếc máy bay qua nữa là chết luôn nữa. để con phân tích ha, thử cái ha. Khi lưỡi á, cái lưỡi á là sắc quẩn, lưỡi là một cái sắc quẩn mà ném vị đó, là nó có một cái vị là giống như là một cái sắc kính khí vị là sắc là kính vị, mà khi lưỡi là sắc quẩn ném vị là có kính xúc, mà khi lưỡi sắc quẩn ném có xúc thì thiệt thức nó sanh lên, là do từ gì do duyên cảnh, là từ cảnh xúc có sự tiếp xúc, nên cái lưỡi là sắc quẩn thì có sự tiếp xúc thì có cái cảnh vị là cảnh xúc, thì thiệt thức là cái tâm thiệt thức nó sanh lên, là con phân tích như vậy, là thức là thức quẩn là sanh lên. Dạ con xin hết là thưa thầy. Tưởng lên nói ngon lành hơn pháp ngồi lò ca nha, về cũng không hơn gì nói tùm lum. Rồi pháp ngồi lò ca chuẩn bị vận chuyển trứng qua Canada tiếp. Rồi mời tiếp. Dạ con cũng xin hai chứng thôi. Dạ khi lưỡi nếm vị do duyên cảnh vị thiệt thức sanh phân tích uẩn, thì cái lưỡi nếm vị thì đây là cảnh ngũ, thì lưỡi là cái thân của mình thì nó là cảnh sắc, còn cái đó là cái tâm thiệt thức, hai cái tâm thiệt thức cộng với có bảy tâm sở là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền và tác ý, thì nó gồm luôn cả bốn danh uẩn: thọ tức là thọ uẩn, sở hữu tưởng tức là tưởng uẩn, và cái tâm thiệt thức là thức uẩn, hành là xúc tư nhất hành mạng quyền và tác ý, đó là bốn cái danh uẩn đồng sanh, và như vậy là đủ năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và từ tâm này thì nó sẽ cho ra sắc tâm. Nếu mà cái vị đó là nóng hay lạnh thì sẽ sắc tâm nó sẽ tương ứng. Dạ con kính tri ân thầy. Đấy, cũng đặt một chỗ, cũng bị sót một chỗ. Cái bị sót một chỗ ai gì được người đếm bị sót một chỗ ổn quá. Rồi, khi lưỡi ném vị sẽ kéo cái câu hỏi đâu rồi, lưỡi ném vị là gì quý vị? Thần kinh thiệt, Ly Na giỏi quá. Thần kinh thiệt, lưỡi ném vị, cái lưỡi là thần kinh thiệt. Thần kinh thiệt thuộc về quẩn nào?
sắc quẩn xà thử, xà thử. Nhưng mình nói thần kinh thiệt là mình vô nó khi lưỡi nó bị, mình nói lưỡi là sắc là liền là trật ha. Nó phải là thần kinh thiệt, nó là sắc quẩn nữa. Bình thường sắc thôi chứ đâu có sắc quẩn. Thần kinh thiệt là sắc quẩn. Do duyên cảnh vị. À, duyên cảnh vị, cảnh sắc ha, cảnh vị ha. Thiệt thức sanh, thiệt thức này là gì? Thức quẩn, đúng rồi, xa thấu, thiệt thức là thức quẩn, rồi xa thấu. Rồi, trong thức quẩn này nó có bao nhiêu tâm sở đồng danh? Có 7, đúng rồi, xa thấu, 7. Xúc, thọ, thì như vậy thọ quẩn chính là tâm sở thọ, là thọ quẩn không? Tưởng quẩn là tức là tâm sở tưởng, hành quẩn là những cái tâm sở còn lại. Thì như vậy là cô Dung nói trúng mà chặt cái đầu thấy không? Cái đầu nói không chính xác rõ ràng ha. Là trừ trừ đi nhiêu điểm quý vị, muốn trừ nhiêu điểm quý vị, chặt cái đầu trừ nhiêu điểm, trừ 2 điểm ha. À, chính tâm nó trừ 2 điểm rồi, vậy 8 điểm cô Dung được, 8 điểm không sai, nhưng mà chặt cái đầu xíu là 8 điểm. Tại bị chánh tâm nói sai thì nó sai theo. Chánh tâm kéo bè theo. Rồi, vậy là cô Dung được 8 điểm. Pháp Vườn Lò Cai 7 điểm. Rồi, xa thử ha. Chính đi hả? Chính đâu được, chính nào chính chưa được. Chính trật cũng nặng đó, trật cái chỗ đó cũng nặng chứ mà nhẹ đó. À, coi số 4, phải không? Số 4. Tiếng chuông vang phải. Tai nghe phải. Tâm biết phải. Muốn ghi sao ghi con. Tiếng chuông vang phải, tai nghe phải, tâm biết phải. Tiếng chuông làm tâm động mạnh. Chấm phân tích. Tiếng chuông vang phải, tai nghe, tâm biết. Tiếng chuông làm tâm rung động mạnh. Phân tích. Rồi, mời quý vị phân tích nhận ngon lành ha. Rồi, xin mời. À, dạ, con lên con phân tích cái câu này để con dứt điểm bằng, chứ giờ chưa có điểm nào hết thầy. Dạ không thầy, thầy nói nay cô Nhung 8 điểm, Lào Cai 7 điểm, thì con phải lấy 10 điểm nữa coi ha. Dạ, thì con phân tích đó, tiếng chuông vang á, là chuông vang á, là sắc cảnh thinh ha. À, tai nghe là nhĩ thức. No, tai nghe. Đúng rồi, tai nghe là nhĩ thức. À, phải nói kỹ không hả thầy? Tai nghe là thần kinh nhĩ. À, cái kia là sắc cảnh thinh, tai nghe là thần kinh nhĩ. Tâm biết là nhĩ thức. Tiếng chung làm tâm vốn động mạnh thì là tâm sân. Tiếng chung làm tâm vốn động mạnh thì nó nên vốn động mạnh thì tất nhiên là tâm sân lên thì nó vốn làm sân. Tiếng chung làm tâm vốn động mạnh, tâm sân thọ thọ u vô chợ. Dạ con xin hết là thưa thầy. Cái này phải có điểm nha thầy. Chưa được rồi, chưa được rồi.
Mời quý vị bỏ tốt tiếp. Rồi, 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 bỏ tốt tiếp nha. Được 5 điểm rồi nhé. 5 điểm rồi. Rồi, mời bỏ tốt. Dạ thưa thầy, con xin thử bổ túc thêm ạ. Như huynh chánh tâm nói là con cũng thấy cũng đúng một phần, con xin được bổ túc thêm. Con xin được đọc lại: tiếng chuông vang tai nghe tâm biết, tiếng chuông làm tâm rúng động mạnh. Phân tích. Dạ thưa thầy, tiếng chuông vang là sắc cảnh thanh, tai nghe là thần kinh nhĩ, tâm biết là tâm nhị thức, tiếng chuông làm tâm rúng động mạnh, thì cái tiếng chuông đây cũng là cảnh sắc cảnh cảnh thanh, làm tâm rúng động mạnh thì cũng cái tâm rúng động đây là cũng là tâm nhị thức ấy. Nếu mà cái này là con cũng không biết thầy nói là phân tích thế hay là phân tích thêm về cái uẩn nữa, thì con cũng không biết là có phân tích, thì con cứ phân tích thêm một chút về cái uẩn á. Tiếng chuông vang là sắc cảnh, sắc cảnh thanh, còn tai nghe là cái sắc uẩn, cái sắc uẩn, còn tâm biết ở đây là cái tâm nhị thức biết thì gọi là thức uẩn. Tiếng chuông làm tâm rúng động thì khi mà cái sắc cảnh thanh này thì nó có sự xúc chạm thì gồm nó cũng sẽ đi theo với cái bảy sở hữu biến hành á, thưa thầy, thì sẽ có cũng có, thì trong này câu này thì cũng có đầy đủ là sắc thọ tưởng hành thức đủ năm uẩn ở đây ạ. Dạ, con xin phép được phân tích như vậy, có gì sai mong thầy chỉnh sửa thêm nhé con. Rồi cũng chưa ổn định lắm, chưa ổn lắm ha. Cũng nói giống giống như này, chánh tâm thêm chút xíu. Không có điểm, không cho điểm nào, cho điểm được. Rồi mời mời tiếp coi, gãi lên nói cho ngon lành coi. Dạ con xin phân tích tiếp thầy, mà con nghĩ là không biết đúng hay không mà thôi, thì dầu không đúng thì ăn trứng cũng được. Dạ con xin đọc lại câu hỏi số 4. Tiếng chuông vang tai nghe tâm biết, tiếng chuông làm tâm rung động mạnh, thì tiếng chuông vang đây là sắc cảnh thinh, tai nghe thì đây là thần kinh nhĩ, tức là tâm nhĩ thức sanh lên thì tai nghe, và tâm biết biết đây là tâm kháng ý môn thầy, rồi tiếng chuông làm tâm rung động mạnh, đây là động lực sanh lên. Và con phân tích vậy thầy, không biết đúng hay sai thầy.
Rồi con lãnh trứng đi. Lãnh trứng thì không lãnh ha, nhưng mà cũng chưa được điểm, không được điểm, chưa được ha. Rồi mời Châu Nguyễn coi, Châu Nguyễn ngồi dưới xí soạn nãy giờ lên nói cái cho ngon lành coi. Dạ thưa thầy, thầy ơi cái câu gì mà nó khó thầy, anh Chánh Tâm nói còn không được, thầy không cho điểm gì hết trơn. Con nói chắc con cũng nói lại thôi chứ con cũng không có ý mới thầy. Anh Chánh Tâm, dạ tiếng chuông vang, tai nghe tâm biết, tiếng chuông làm tâm rung động mạnh, phân tích. Dạ thưa thầy, tiếng chuông vang cũng là sắc cảnh thinh, tai nghe tâm biết thì đó là do cái duyên cảnh thinh thì nhĩ thức nó sanh lên. Rồi cái tiếng chuông làm tâm rung động mạnh đó là tâm sân thọ ưu hợp phẫn vô trợ. Dạ con cũng biết nhiêu đó thôi thầy, chắc cũng ăn trứng chung thôi thầy ơi. Dạ thôi con xin phép được xuống mic ạ. Dạ con kính nhân mic cho thầy. Tưởng lên nói gì hay lắm, nói theo Chánh Tâm luôn cũng như không thì nguyên xuồng Chánh Tâm luôn. Mời cô Nhung ơi, cô Nhung là giải quyết cái câu này cho ngon lành, để mà đi theo Tâm hết đó chết luôn. Dạ con thưa thầy, tụi con là một nhóm đó thầy. Dạ ăn trứng là cùng ăn trứng luôn, tại vì mình tập thể liên hoan luôn đó thầy. Con Chánh Tâm rồi mọi người đều là một nhóm. Dạ con cũng xin hai trứng luôn. Dạ tiếng chuông, tiếng chuông tức là khi cái tiếng đó thì nó là cảnh thinh, nó là thinh xứ, mà mình biết cái đó là cái chuông, tức là cái mắt mình nó nhìn thấy thì nó là cảnh sắc, là sắc xứ, và mình thấy cái đó là cái chuông thì cái đó nó là nhãn xứ. Tai mình nghe được cái tiếng đó thì đó là nhĩ xứ, và tâm biết thì cái đó là ý xứ và pháp xứ. Rồi tâm rúng động mạnh có nghĩa là cái tiếng đó nó có dư cảnh, tức là nó có na cảnh, cái tiếng đó nó lớn, nó làm nó là đây là những cái lộ ngũ, lộ nhãn, lộ nhĩ, và có nhiều cái lộ ý, mà những cái lộ này thì nó có na cảnh. À, vì nó là tiếng rung động mạnh thì cái tiếng rung động này nó cũng chưa hẳn là tâm sân, nó cũng có khi nó cũng là cái tâm thiện, chứ cũng chưa chắc nó là tâm sân. Dạ đó là cái phân tích của con nó thưa thầy. Dạ tụi con là một nhóm, thầy cứ cho luôn một trứng cũng được thầy. Dạ con kính tri ân thầy ạ. Dạ con chào thầy. Xa thứ, xa thứ ha. À, vậy là cô Dung giải quyết được cái đuôi phía sau, thông được cái chỗ đó ha. Tiếng chuông làm tâm rúng động mạnh thì sao, tự nhiên ai cũng có tâm sân, nó rúng động mạnh cái tâm sân, ok á. Sao tâm sân cảnh rất lớn, học rồi lộ trình tâm cảnh rất lớn, hết hồn đâu mà bất tử. Cảnh rất lớn. À, thì đâu có xác định gì được, nó có na cảnh là đúng ha. Cô Nhung là giải quyết là cái đuôi sao là chính xác ha. Rồi xa thử vậy là cô Nhung giật 10 điểm đuôi thôi, sáng đuôi thôi. Rồi cô Nhung được 10 điểm, hơn nhất là hồi nãy giờ là cô Nhung là 10 điểm thôi nha, quý vị mới có 7 điểm, 5 điểm thôi. Ôi giờ nãy giờ cô Nhung 18 điểm rồi hả ta, 18 điểm rồi đó. Rồi câu số 5, câu trước 8, câu này 10 là 18 điểm rồi. Xa thứ. Câu số 5 ha. Vô bếp,
Vô bếp chùa thấy toàn món ăn chay. Phải. Vô bếp chùa thấy toàn món ăn chay. Phải. Tâm sanh chán ngán. Phải. Nhưng tính bất ăn. Nhưng tính bất ăn thử. Nhưng tính bất ăn thử. Bị sư cô la mở ngoặc kép không được bóc, đóng ngoặc kép lại. Bị sư cô la mở ngoặc kép không được bóc, đóng ngoặc kép lại. Quê quá ngồi im. Quê quá ngồi im. Đấy, có bao nhiêu thọ? Phân tích có bao nhiêu thọ? Rồi, câu này dễ ủi ha, không lấy 10 điểm nữa là thôi. Ai biết là ai có tật du lịch không? Vô thấy nó lọc bài móc. Rồi, mình bắt đi. Thưa thầy, cho con xin được trả lời ạ. Vô bếp chùa thấy toàn món ăn chay, tâm sanh chán ngán, nhưng tính bóc ăn thử vị sư cô la không được bóc, quê quá ngồi im, có bao nhiêu thọ? Dạ thưa thầy, trong cái câu này chỉ có một thọ, đó là tâm sanh thọ yêu thôi ạ. Dạ con xin được trả lời như vậy ạ. Rồi vậy cho pháp nguồn Lào Cai một cái trứng, gọi là trứng thọ ưu. Trứng gọi là trứng thọ ưu. Một cái trứng thọ ưu, trứng giác lự ha, trứng này màu nâu ha, trứng màu nâu quá cái gì. Nâu màu nâu bầm luôn. Rồi mời tiếp.
Dạ thưa thầy, con xin phân tích cái câu này thầy. Vô bếp chùa thấy toàn món ăn chay, thấy toàn món ăn chay là cái tâm nhãn thức thọ xả, tâm sanh chán ngán, là tâm sanh chán ngán là tâm tâm sanh chán ngán là tâm thọ u, là hai thọ, tâm thọ sanh, tâm sanh thọ u, tâm sanh chán ngán là tâm thọ u. Nhưng tính bốc ăn thử, tính bốc ăn thử là cái tâm ok, một cái là tâm xả, một cái là chán ngán là u. Tính bốc ăn thử, tính bốc là cái tâm tham, tâm tham. Tính bốc ăn thử là cái tâm tham, ăn thử thì là tâm tham thọ. Con nghĩ tính bốc ăn thử, tâm tham thọ hỷ hay ta? Tính ăn thử, tính bốc là tâm tham, tâm tham ăn thử, ăn thử đức. Rồi thọ xả đi, dạ tính bốc ăn thử, tại vì không có nói là ăn thử thì là gà, thì một cái ăn thử bị sư cô la không được, không được bốc, quê quá ngồi im là cũng là thọ u. Vậy thưa thầy, không được bốc là cũng quê quá là cũng là thọ u, thì theo con nghĩ là có ba thọ, là thứ nhất là thọ xả và thọ u và thọ xả, vậy là hai thọ thầy, thọ xả và thọ u. Dạ con xin hết rồi thưa thầy. Ơi xa thứ, xa thứ ha. Giúp ông chính xác ha, xa thứ. Vô chùa bếp thấy toàn món ăn chay, thấy bằng mắt thì thọ xả, đúng không? Nhãn thức thọ xả. Rồi tâm chán ngán thì khó chịu, nhìn thấy ăn chay thì thấy chán ngán ha. Thọ u, tính bốc ăn thử. Nhưng mà tâm tham nó cũng sanh ha, là nó sanh rồi mà cũng không có hoan hỷ ha. Thọ xả, quê quá ngồi im thở u luôn. Như vậy thì mình có hai thọ, tổng số là hai thọ. Có phóng người Lào Cai nói một thọ thì lãnh trứng bự ha. Chúng ta lấy được 10 điểm ha. Xa thử thọ khổ nữa ha. Thọ khổ đâu ra vậy? Đâu có bị quýnh đâu thọ khổ. Chuyện nào bị khó tay mà thọ khổ vậy. Rồi câu số 6. Câu này nữa chắc hết dài nha. Câu số 6. Vô lớp học vi diệu pháp, vô lớp học vi diệu pháp phát sanh buồn ngủ. Vô lớp học vi diệu pháp phát sanh buồn ngủ. Phải. Bạn học kế bên thúc cửa chỏ vào hông. Đóng ngoặc kép. Ai da, đau, đóng ngoặc kép lại. Rồi tỉnh thức nghe giảng. Phải. Rồi tỉnh thức nghe giảng. Phải. Đến đoạn hay quá la lên. Xa thú. Đến đoạn hay quá la lên. Một kép xa thú. Đóng một kép lại. Sau đó nằm xuống bàn ngủ. Sau đó nằm xuống bàn
No. Rồi, mời quý vị phân tích câu này ha, phân tích ráng phân tích cho ngon lành lấy 10 điểm. Dạ, yeah, thưa thầy, con xin phân tích câu này, thưa thầy. Dạ, yeah. Vô lớp học vi diệu pháp phát sanh buồn ngủ là khi vô lớp học là phát sanh buồn ngủ là cái tâm hôn trầm thị miên nó có khởi lên. Thì bạn học kế bên thúc cùi chỏ vào hông. Thúc cùi chỏ vào hông là ấy da đau là khi có người bạn thúc vào hông là ý da đau là thân thức thọ khổ khởi lên và rồi tỉnh thức khi bất thiện làm duyên cho thiện tỉnh thức là lúc đó nghe giảng là có niệm để nghe giảng và đến đoạn hay quá la lên là hay quá là la lên là cái tâm tham. Khi mà không có chánh niệm, tại vì khi mà la lên là mất chánh niệm, hay quá la lên là cái tâm tham, thọ, thì hỷ, sa, tu và mất bất thiện. Và sau đó, tại vì la lên là cái tâm không có chánh niệm, tâm tham, thọ, hỷ, lên, sa, tu. Sau đó nằm xuống và tự bất thiện duyên cho, nằm xuống hôn trầm trở lại và bất thiện duyên cho bất thiện nằm ngủ tiếp. Dạ, thưa hết ạ, thưa thầy, con xin xuống mít ạ. Chưa được, chưa được, chưa được. Mời tiếp, chưa giật giải quán quân được rồi. Rồi, rồi, ai ai lên ráng lấy điểm, câu chót giật giải quán quân rồi. Dạ, thưa thầy, con xin được phép thử phân tích ạ. Dạ, vô lớp học vi diệu pháp phát sanh buồn ngủ, cái này là tâm si phóng dật, thưa thầy. Tâm si phóng dật. Bạn học kế bên thúc cùi chỏ vào hông, ai da đau là cái này là thân thức thọ khổ ạ. Rồi tỉnh thức nghe giảng đến đoạn hay quá lạ lên xa thú, có nghĩa là cái này là tâm tham thọ hỷ. Tâm tham thọ hỷ, sau đó nằm xuống ngủ tiếp là vẫn là tâm si phóng dật tiếp ạ. Con xin được phân tích như vậy, con xin phép được xuống mic. Chưa được, chưa được, chưa được. Con này chưa được rồi. Rồi ai lấy cái giải quán quân cũng khó ha, vậy ha, khó lấy ha. Rồi mời tiếp, ai là nhào lên lấy cái điểm 10 này cái hoàn chỉnh cái. Mời.
con lên con phân tích lại, con bổ túc thêm thưa thầy. À, vô lớp học vi diệu pháp là vô lớp học vi diệu pháp là có tâm thiện trong đó. À, vô học vi diệu pháp là có cái tâm thiện, và khi phát sanh buồn ngủ là có cái tâm à, tâm phóng dật hôn trầm thị miên. À, bạn học kế bên thúc cùi chỏ vào hông, thúc cùi chỏ vào hông là có tâm thức ấy vào hông, là cái sự thân thức ấy da đau, là có cái thân thức thọ khổ. Rồi tỉnh thức là có niệm, tâm thiện khởi lên nghe giảng, đến đoạn hay quá la lên. Thì khi đến đoạn hay quá la lên là la lên là cái tâm quan hỷ, tâm thiện quan hỷ tự ra lên là sa đú, là cái tâm thiện thọ hỷ. Với cái có cái khẩu biểu chi, có cái khẩu biểu chi sa đú với cái tâm quan hỷ nên ra lên. Rồi sau đó có cái tâm si phóng dật buồn ngủ, trở lại là cái tâm bất thiện đi ngủ xuống kế tiếp. Thưa thầy, con xin hết ạ. Rồi xa thử, xa thử ha. Đoạn hay quá la lên mà kêu ta tâm tham bảy bả, ta quan hỷ pháp mà kêu ta tâm tham đặc lắc. Phân tích lại đúng ha, rồi vậy là được 10 điểm trả lại ha, thanh ta chánh tâm lấy được 10 điểm ha, xa thấu ha, giật quán luân ha, rồi xa thấu mấy cái đơn phân tích đúng, phát sanh buồn ngủ là không trầm thì miên là đúng ha, thân tức thọ khổ đúng ha, thức tỉnh ngay giảng là tâm thiện. À, đến đoạn này là tâm tha tâm thiện thọ hỷ. À, rồi xa thử ta nằm ngủ là vô hộ kiếp lại ha. Rồi xa thử chấm tâm ngày này đọc giật quán quân, xa thử 10 điểm. Uổng quá mà cứ hóp luôn là cái ổng dịch được, uổng quá. Rồi hôm nay học ở đây ha, thì sao cho ít câu hỏi lại nạn vô học bài chứ, rồi hỏi riết hết học bài luôn. Rồi chào quý quá, hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sa Kha. Rồi trả mic lại cho MC. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sa Kha Dạ. Và chúng con thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy vi diệu pháp ngày hôm nay. Chúng con kính chúc thầy luôn được an vui. Con kính mời đạo tràng cùng con sám hối sau khi nghe pháp. Untamange na wandehang padapan zoom varuntamang bunteyo kalito doso bunto kamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi chừng dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật.